Chúng ta muốn một đời này về thế giới cực lạc Thì mình cũng phải chịu khó, chịu khổ một chút nha quý vị Bằng đêm mà 12 giờ khuya tu xong Sáng phải thức dậy sớm đi tu Chứ không phải là Ngồi chơi sơ nước mà Mà được giảng sanh về cực lạc đâu Nghĩa là mình cũng phải uh, siêng năng rồi kiên nhẫn rồi nó chắn ra là mình rất nhiều cái để kết hợp lại từ niệm phật từ nghĩ thiện rồi từ cái niệm niệm hướng về thế giới cực lạc cũng dữ lắm đó quý vị nên những đức nói rằng là cái môn niệm phật lễ phật mình đang áp dụng này hay rất là hay như nói rằng là mình à, tập thể dục nó có cái tốt của tập thể dục nhưng cái môn lễ vật này Nó vừa Cả thăng tâm mình đều được tập Vì biết rằng là Một thờ 40 phút của chúng ta Lễ vật 40 phút đó à, Chúng ta lễ được khoảng 42 lại vị. 42 lại Ví dụ như sáng quý vị thức dậy quý vị niệm Phật xong lễ Phật được 40 62 lại chứ. Lại được sáu mươi hai lại Mà Một lại nó là Bốn nhịp Bốn nhịp niệm bốn câu Ai di Đạo Phật Là 16 sáu niệm Được một lại Mười à, sáu niệm được một lại Mà quý vị lại Sáu mươi hai lại Thì quý vị niệm được bao nhiêu niệm được 992 niệm phải không? tính ra thì quý vị biết rằng là mỗi buổi sáng chúng ta gieo vào chủng tử chúng ta được 900 mấy câu vật hiệu và chúng ta lễ năm bốc sát đất được sáu mươi mấy lại có nghĩa là cái tâm niệm mỗi buổi sáng này nó đặc biệt lắm quý vị ơi bởi vì nó sẽ tích tụ cái nguồn năng lượng như chúng ta cực kỳ cao Tại vì niệm Phật là niệm đại thiện nhất Nên buổi sáng mà mình tu tập xong Lại được 62 lại Đúng là 64 lại đó Nhưng mình nó trừ tới trừ lui Chắc chắn là 62 lại Còn chúng ta là tới bốn nhịp Ai với Đạo Phật là 16 16 niệm mới được một lại Thì quý vị tính ra thử coi sáng nào mình cũng nạp vào câu Phật hiệu gieo vào chúng tử cho chúng ta, mà chúng tử Phật này thì nó tăng trưởng cái năng lượng cho chúng ta cỡ nào chưa? Nên đừng có bỏ nó thật sự mà nói gì, nó tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn, và giúp cho đó mình rất sáng suốt và tỉnh táo, và nó loại trừ ra những cái bất, bất an lo âu ra. Ý, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mà câu Phật hiệu bị gieo vào thì câu Phật này là nó giải cái tâm bất an, nó giải cái rắc rối cái lo âu. Đó. Thì biết rằng là mình nạp nhiều cái lo âu vào tâm mình nhiều quá Nên nó làm cho mình bị rối bên trong Mà bất ăn lo âu sợ hãi Nhưng mà cái câu vật hiệu để cho mình nhìn được vô thường Mà đã là vô thường thì không có một cái gì tồn tại Đã là không có gì tồn tại thì mình nặng nề cái gì trong cuộc đời này Nên câu vật hiệu là nó dễ vô thường Nên từ nơi đó mà chúng ta được an tâm Nên buổi sáng mà tu một thờ tuyệt vời rồi mỗi thời cái như đức lại điều tiết cái vị là lễ Phật 40 phút Quá tuyệt Lễ Phật 40 phút xong hồi hướng cái vèo nghỉ luôn Đó là một cái cách tu mà Đưa ra để cho quý vị áp dụng Thì thôi đúng là quá tuyệt vời Đó là phải nói là Những đức áp dụng rồi những đức mới tính ra rất kỹ Để cho quý vị áp dụng được Tại gia cư sĩ Chúng ta tại gia cư sĩ Áp dụng rất tuyệt vời Rất thù thẳng Ví dụ như bây giờ ngồi không lễ Phật được một công việc gì đi Mà mình tiện lợi chút nào Bắt cái điện thoại lên Người ta lễ mình niệm xá cái okay. Hoặc không, chấp tay xá được cũng bất, Cũng không được Thì cúi đầu cái okay. Đó là tâm niệm Hiểu chưa Gọi là tâm niệm Gọi là mình hướng đến với vật giống như Tâm niệm, mặc niệm đều là được thù thắng Đó là điều là gieo chủng tử Phật vào tâm Mà chúng tử Phật mà vào tâm thì nó giải những cái bất an Nó giải những cái bất an Vì cái, cái bất an trong cuộc đời này là cái gì biết không Cái bất an trong cuộc đời này là sợ bị mất mát chúng ta nói rằng là riêng bản thân chúng ta sẽ không bao giờ sợ gì nhưng chúng ta bị sợ cho người thân của mình cũng bị dính luôn tại vì cái tác động của người thân là tình ái nhiệm bản thân mình có khi mình không sợ mà mình sợ cho người ta mình sợ cho người ta mình sợ cho người ta vì mục đích gì mình hãy tính rộng ra mình sợ cho người ta vì mục đích gì dù chồng vợ mục đích là tình thương yêu mà tình thương yêu trong đó là cái gì là ích kỷ nằm bên trong tình thương yêu là ích kỷ vì suy nghĩ cho kỹ nghe cái câu mà tình thương yêu là ích kỷ á Suy nghĩ cho thật là kỹ nha Thí dụ như bây giờ mình thương vợ mình Cái tình thương yêu mình thương vợ mình Mình sẽ thương vợ mình sao? Đó Rồi mình sợ mắc vợ mình, tại sao mình sợ mắc vợ mình? Nên cái tình thương yêu nằm bên trong là ích kỷ Nên chúng ta nói chúng ta không lo cho mình Mà chỉ lo cho người thân của mình Mà trong cái lo cho người thân của mình Nó có cái ích kỷ để lo cho người thân của mình Thí dụ như giờ một người phụ nữ thương một người đàn ông nếu người đàn ông này không còn cái chức năng của đàn ông Thì người phụ nữ này còn thương không? Không Nên tình thương yêu đó nó có cái ích kỷ nằm bên trong Là chấp nhất và dính mắt nằm bên trong Đó Nên từ nơi đó mà câu vật hiệu này nó, nó nó lý giải được cái vô thường Nó lý giải được cái rắc rối Nó lý giải được cái bất an Nên câu vật hiệu là chữ giác ngộ Nên giải được Giải được rồi thì thông tâm Thông tâm thì tự nhiên an lạc và tin vào nhân quả và mỗi một con người đều có nhân và có quả của họ mình có lo mình có giải quyết cho họ cũng không được cái này đặc biệt ghê thật sự rất là quan trọng không? nếu nhận thức được chỗ này quý vị sẽ sống rất đặc biệt mà cái sống đặc biệt của quý vị là cái an tâm cho người bên cạnh quý vị nhớ kỹ nha. cái sống đặc biệt của quý vị là cái an tâm cho người bên cạnh của quý vị Đừng bao giờ nói rằng tôi thương người thân tôi Tôi chỉ lo và tôi che giấu những cái buồn khổ Để cho họ đừng bận tâm Sai Vì cái tác động của nội tâm là tác động lan can Và cái tác động của bất an là tác động cho toàn thế giới Chứ không phải chuyện giỡn đâu Ảnh hưởng quả địa cầu Nên cái sự bất an và cái sự sợ hãi Cái tâm ác niệm Là tác động vô quả địa cầu nguy hiểm lắm Ác niệm gọi là nóng bức sân si tham chấp nhiều thứ đó toàn là cái tác động quỷ hoại làm ảnh hưởng quả địa cầu. thí dụ như bây giờ hoàn cảnh xung quanh, hoàn cảnh xung quanh của chúng ta thí dụ chúng ta chỉ cần nóng bức tức tối bực bội thôi thì xung quanh chúng ta cây cối chúng ta sẽ không muốn chăm sóc mà đã là không muốn chăm sóc nữa thì cây cối nó khô héo chết chết đi mà cây cối nó cũng ảnh hưởng cho cái quả địa cầu đó thấy không? Nên cái sự bất an, cái sự bực bội, cái sự khó chịu của mình Sẽ quỷ hoại hoàn cảnh xung quanh của chúng ta Và khi tâm niệm của chúng ta bực bội, khó chịu Thì tức khắc cái chuyện dọn nhà, chăm sóc con cái Làm ăn của chúng ta đều bị ảnh hưởng hết Nên điều là chịu chung hết Không có nói rằng là che giấu để cho người khác bình an gì hết Điều là bị tác động lan can hết Nên cái tâm niệm thiện của mình, sự bình an của mình Sẽ làm ảnh hưởng đến với tất cả mọi người nên chúng ta phải biết thương mình Thì mới biết thương người khác Nên đừng bao giờ nói rằng là tôi vì ai Mà tôi che giấu những khổ đau của tôi Tại vì sao? Vì tâm nó tác động kinh khủng lắm Trong một gia đình Một con người sân si khó chịu Sẽ tác động người trong gia đình Sẽ cảm thấy không muốn về nhà Vì đấy thì chỉ cần trong gia đình có gì bốn thành viên chỉ cần có một con người bực bội sân si khó chịu là nó tác động cho ba người kia đi đâu không muốn về nhà vì về gia đình mình cảm thấy không thích đó. hoặc là trong gia đình quý vị có một người bị bị thần kinh la lối um sùm hết chứ thì quý vị làm cho ba người ở trong nhà quý vị sẽ không muốn về nhà và không muốn dẫn ai về nhà vì dẫn người về nhà cảm thấy bị ngại mắc cỡ đó, đó là cái tác động của một thành viên quý vị coi kinh chưa nên từ đó mà trong gia đình ai cũng được bồi dưỡng về mặt tâm linh thì gia đình này chắc chắn là hạnh phúc dù không có giàu cũng hạnh phúc nữa vì sao vì bốn thành viên này nó nó kết hợp thành một nó gọi là đoàn kết mà đó là đoàn kết thì dù một cộng rau một miếng đồ hủ nó cũng vui nữa nhưng mà đã là mắc sự đoàn kết thì dù là cao lương mỹ vị nó vẫn là cảm thấy không được hạnh phúc nên cái hạnh phúc nó cũng chưa chắc rằng là tiền nhiều những đứa nói câu chưa chắc các quý vị có nghĩa là không có tiền bạc gì thì nó cũng khó bồi dưỡng được hạnh phúc vì cuộc sống chúng ta cần phải có tiền nhưng mà cũng không phải là quá nhiều tiền nên chúng ta gọi là biết đủ thường vui biết đủ thường vui là như vậy chúng ta không đá đổi vì chúng ta không đá đổ nhưng chúng ta cũng đừng nên lụy nó quá không đá đổ mà cũng đừng nên lụy nó quá như vậy thì đối với vật chất cũng vậy đối với con người cũng vậy chúng ta cũng đừng nên lụy quá khi lụy quá thì chúng ta nhất định sẽ bị tác động khổ đau lụy vì thí dụ như phật dạy mình là thương yêu dính mắt rồi xa lìa khổ rồi chúng ta giống như chi cầu không được thì cũng khổ được rồi mất đi cũng khổ Đó. nên cái mà chúng ta khổ đây đa phần là gì lụy vào nó thí dụ như chúng ta ví dụ một chiếc xe mình đi mình rất lụy cho chiếc xe này mình cực kỳ thích chiếc xe này nếu chiếc xe này bị ăn trộm lấy mình cực kỳ khổ gì bị mất chiếc xe này một chiếc xe tính ra được con người bên cạnh chúng ta nên cái mà lụy vào thì tức khắc đó là sự tác động cực kỳ khổng tạo. giống như mùa dịch có hai vợ chồng già này bảy mấy tám tuổi bây giờ là đi ông chồng ôm cái xác chết của bà vợ ông hôn, ông khóc ông kêu gào ông khóc ông hung bà hung bà chút 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 không đó gọi là sai đó về thế gian nhưng mà nếu nói về phật pháp chúng ta bị khổ đau khi lì vào và cái sự mà tái sinh của nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn cho đời kế tiếp nên đạo phật tuyệt vời ngay cái chỗ là bồi dưỡng cho chúng ta để cái đời kế tiếp được đến đâu mà cái đời kế tiếp đến đâu là cái tâm niệm ý niệm của chúng ta mỗi ngày quân tập cái gì nên tại sao chúng ta phải niệm Phật Vì quân tập Phật hiệu Phật hiệu là giải những cái lục đạo luân hồi Vì ái không nhiễm không sanh ta bà Mà có Phật hiệu là Quá giải ái Nhiễm Ái là thương con người sống trong cuộc đời Dùng tình thương để lan can đến nhiều người Và dùng tình thương Để chúng ta mở rộng phạm vi giúp người Tình thương thì phải có Nhưng mà thương Nhưng không lỵ và ái Nên chữ Phật là giúp cho chúng ta nhìn ra đừng lị và đừng ái đây là cái cực kỳ quan trọng nên cái ý niệm phật hiệu rất hay ý niệm phật hiệu cực kỳ hay vì sao người niệm phật đạt đến một trình độ là quý vị sẽ rất an lạc và rất là vui và quý vị niệm đến một cái trình độ là quý vị quá giải quán thù quá giải hận thù cực kỳ mau tại sao như có những con người người ta thí dụ như người ta không có sự tu hành gì khi người ta giận hờn giận rất lâu vì sao? Vì người ta không có câu Phật hiệu và không nghe được nhân quả Nên người ta bị sấy vào cái tình chấp cái ngã Khi sấy vào tình chấp cái ngã thì giận mới lâu Còn khi mình mà tu tập tinh nhân quả niệm Phật Thì nó giảm bớt cái ngã Mà giảm bớt cái ngã thì giảm bớt giận hơn Nên Bồ Tát gọi là vô ngã Vô ngã là không còn chấp chính mình Vị ta là chỉ có gì người khác Đây là cái rất quan trọng Về cái ý niệm tâm niệm mỗi ngày Niệm Phật quý vị thấy rằng là một câu vật hiệu này không đơn giản quý vị khi niệm một câu vật hiệu này rồi quý vị có một cái sức lý giải cực kỳ đặc biệt mà cái sức lý giải này nó không phải là quý vị có cái lập trình gì để nói lý giải ra thí, không? thí dụ như quý vị vào trường học quý vị nhất định phải có một cái giống như một cái sườn giảng dạy mình lập trường trước ghi chép trước thí dụ tính trước nhưng mà khi quý vị niệm phật thì nó có một cái phát triển tự nhiên tự nhiên phù hợp vào mỗi một con người khi nghe thì khi mỗi một con người khi nghe họ sẽ có cái lợi ích và cái cái nghe đó nó sẽ lợi ích cho quý vị khi gặp sự trở ngại có nghĩa là viên thuốc thì nó rất hay vì dùng viên thuốc ai với đạo phật này quý vị uống vào nó có thể nằm đó và khi khi quý vị trúng độc buồn dặn sang si không vừa lòng không vừa ý thì tức khắc viên thuốc a với đạo phật này nó phát triển liền và nó lý giải liền nó giải được cái cái, cái cái đọc tham sân si đó của quý vị Đấy hay chưa bởi vì mới nói rằng một câu a di đà là duyên thuốc thần diệu nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà nên có vật hiệu này bị cứ dùng đi không có tác dụng phụ đâu rất hay tuyệt vời lắm mà cái cách dùng câu vật hiệu này mình không bị nặng đầu óc nó còn tuyệt vời hơn nữa có những người người ta dùng câu vật hiệu mà người ta dùng ý căng để dùng là người ta căng thẳng để dùng làm sao để tâm mình thanh tịnh nó cũng bị tác động vì ý căng nó ảnh hưởng thần kinh nếu mà chưa đạt được trình độ diệu tâm thì nó sẽ bị ảnh hưởng về thần kinh của mình nên có những người niệm phật người ta người ta muốn bắt niệm tự niệm người ta căng thẳng quá người ta cũng bị điên luôn nên mình dùng cái cái cách là diệu tâm để niệm phật dòng tưởng nhiều cũng được dòng tưởng ít cũng được cứ niệm phật thì không bao giờ bị tác dụng phụ gì vì ảnh hưởng về cái thần kinh mình đâu. càng niệm càng sáng suốt càng niệm càng thông minh và có một sức lý giải cực kỳ rộng và con người mới bị, bị có một cái sự mà khoan dung và tha thứ tâm lượng mở rộng ra vì có vật hiệu là tâm lượng mở rộng niệm giết rồi tâm lượng mình mở rộng mà tâm lượng mình mở rộng là ngay chỗ nào là phật tánh của mình phát triển chỉ nhớ kỹ con người mình thí dụ mình không niệm phật gì đi mà cái 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 thiện căn mình với phật pháp nó nó kém đi thì quý vị biết rằng con người tâm phàm phu nặng thì tính tình hẹp hòi nhiều mà khi con người đã phát triển cái gì về về tự tánh phật ra là tâm lượng mình rộng lớn ra liền mà t, tâm lượng mà rộng lớn ra là sự khoan dung tha thứ của mình cực kỳ là đặc biệt Mà sự khoan dung ta thứ của mình phát triển mạnh như vậy Thì quý vị làm sao khổ được quý vị Người ta khổ nhưng quý vị không có khổ Tại vì sự khoan dung ta thứ quý vị nó lớn quá Khoan dung ta thứ rồi là giải độc rồi Còn không khoan dung không tha thứ là chúng độc Mà chúng độc này lại chữ vào Để cho nó nhiễm từng điểm từng điểm trong cơ thể Nên có người mà dặn hờn sáng si mà để lâu Là chúng ta đang bị chúng độc lâu dài Để lâu chừng nào là độc này càng khó trị chừng này nên quý vị niệm Phật Cái tâm niệm này Nó chuyển xây những cái buồn dặn kia Từ nơi đó mà nó giải độc cho quý vị rất hay Nên thuốc Thế gian uống Có thể trị một số căn bệnh thông thường Nhưng không thể nào trị nghiệp Nhưng viên thuốc ai với Đạo Phật Trị luôn tốt nghiệp Nên mới nói câu là niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp Nhưng phải niệm lâu dài Mới chuyển được phạm tâm Vì sao phải cần niệm lâu dài Vì niệm lâu dài để phát Phật tính Mà Phật tính mà phát rồi Lúc đó mới chuyển phạm tâm nên một câu vật hiệu này tuyệt vời lắm Cố gắng nha quý vị Cố gắng mà niệm Đây là những điều như Đức chia sẻ Để vị thích niệm Phật và nỗ lực niệm Phật siêng năng niệm Phật Để gieo chúng tử Phật vào tâm chúng ta Chúc quý vị an lạc Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi Ai với Đạo Phật Chúc quý vị an lạc nha Ai với Đạo Phật